Video chỉ mang tính chất vui vẻ, giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng trong những thời gian rảnh rỗi, không cổ vũ cho bất cứ hành vi tiêu cực nào đi ngược thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Trời ơi, chấn động địa cầu, trời đất ơi, chấn động địa cầu, cháy nhà, đánh bom, trời ơi, tin siêu khủng khiếp đang đến rồi, thỏ gáo ơi, trời ơi, có biến rồi, thỏ gáo ơi, trời đất ơi. Hay, trời ơi, dịch ơi, mày có vấn đề về thần kinh không mà ngày nào mày cũng đi kiếm tao xong mày la lên, lầm âm, thỏ gáo ơi. Tao tên là thỏ gáo chứ tao không phải tên là thỏ gáo nha, trời đất ơi. Trời ơi, có cái chuyện gì thì nói từ từ thôi, lớn cả rồi. Mày cứ la hết ở Mỹ đến người ta không hiểu sao cái cư dân hàng xóm quanh đây người ta để yên cho mày được hay thật đấy. Trời ơi, thỏ ngáo ơi, cái con thỏ ngáo này nó không biết gì hết trơn đấy mọi người. Mày biết tin gì chưa à, thỏ ngáo ơi là thỏ ngáo. Ê gì đây, bây giờ tao hỏi thật mày nhá. Bây giờ mày muốn cho tao biết cái tin gì ấy, mày cũng phải nói ra. Chứ bây giờ mày nhìn mặt tao sẽ hỏi tết xem mày biết tin gì cho mày nhìn mặt tao xem có giống biết tin gì không. Trời ơi, đúng rồi. Mày quanh năm suốt tháng ở nhà chỉ ngồi xem phim hoạt hình, chỉ ngồi xem siêu nhân thì làm sao mà mày biết được là có cái tin gì à? Trời đất ơi, mày không biết chủ nhân vĩ đại của mày hiện tại đang là gì à? Là top 1 team Play Together Việt Nam. Mày biết chưa? Mày top 1 team Play Together Việt Nam á dịch. Ôi, chắc lại nói xạo không? Chắc hôm nay về đi đâu ấy về xong rồi về đây nói xạo tao để chuẩn bị khoe xong rồi đi gọi là ra kia nổ ấy, hàng xóm đang giềng không? Nhưng mặt mày mà được top 1 lúc nào được? Nope. Trời đất ơi, các bạn ơi, bây giờ mình bảo mình top 1 mà nó cũng không tin mình top 1 nữa các bạn. Hiện tại ta đang là top 1 ở trên bảng xếp hạng luôn á. Sau một thời gian dài cố gắng và phấn đấu nỗ lực cùng với cả những bạn fan ủng hộ tối ngày thì mới được top 1 đấy, thỏ đâu phải tự nhiên đâu. Thôi ông đừng có mà bốc phét, ông đừng có mà nói chém gió đi, trời đất ơi. Mặt mày làm sao mà lên được top 1 được, mày xạo tao mà nhìn tao ở nhà. Mấy hôm nay tao không ra ngoài đường nên mày định bốc phét đúng không? Ơ hay thật, cái con thỏ ngáo này bây giờ mình bảo mình top 1, mình bảo mình top 1 mà nó không tin mình nữa các bạn. Nếu mày không tin á, tao dẫn mày ra bảng xếp hạng cho mày coi luôn, đi. A few moments later. Đây, mày đi đây, mày đi ngay ra đây với tao, nhanh lên, khẩn trương, đi đây. Nhìn nè, đó, mày nhìn thấy gì chưa? Hello Mr. Vịt 08, anh editor zoom editor zoom nhá, mày nhìn thấy gì chưa? Ta đang ở vị trí top 1 máy chủ Việt Nam này mà đã thấy cực siêu mắc, VIP Pro mắc chưa? Ôi, vị top 1 thật kìa mọi người. Ôi, bằng khi nào mà mày lên được top 1 chứ nhỉ? Ê, chính ra cái mặt mày trông xấu trai vậy mà mày cũng được top 1 nó gây chứ. Ê, mấy người thả tim cho mày, người ta bị có vấn đề về gọi là mắc hết rồi. Ê mày coi chừng ta đấm cho mày không chơi phát nào nha thỏ. Ta top 1 thì là ta top 1 mà mày kêu là ta có vấn đề về mắt là sao? Chứ kỳ vậy. Ôi, tính ra mày không, mày là thú cưng của ta mà mày không chúc mừng ta một câu gì luôn á. Rồi, chúc mừng cái gì nữa, bây giờ lên top 1 rồi thì đi vào game chơi như bình thường thôi. Chứ còn chúc mừng cái gì nữa, bây giờ mày là chủ nhân của tao chứ tao gì có tiền đâu mà mày bảo tao chúc mừng mày. Thì mày không chúc mừng tao thì mày phải nói được cái câu gì tử tế chứ, phải mày nói tao kiểu như thế hiểu không thỏ? Ok anh em ơi, nếu mà thỏ ngáo không chúc mừng mình ý thì mình chắc là mình sẽ tuyên bố từ ngày mai gia đình này chỉ còn lại mình với cả thỏ sinh thôi, với cả con thỏ ngố thôi, chứ còn không có thỏ ngáo như bạn, không có thỏ ngáo, không nuôi thú cưng gì hết á. Cái thằng này mày buồn cười để tao không chúc mừng mày, mày đòi đuổi tao ra khỏi nhà là như thế nào? Thôi được rồi, để tao chúc mừng mày là được đúng không? Ok được rồi, thôi là chúc mừng bạn Nhật sau một thời gian dài, rất là dài rồi đi đến với cả Play Together thì cuối cùng là cũng đã được top 1 ở trên bảng xếp hạng, được chưa? Đấy, nói một câu tử tế như thế có phải hơn rất là nhiều không anh em? Hôm nay nó có một cái bản cập nhật siêu mới. Nhưng mà trước khi chúng ta đến với cả cái bản cập nhật siêu mới lần này á, mình nghĩ là mình sẽ chụp một cái ảnh, bức ảnh check in ở cái chỗ khu vực bảng xếp hạng như thế này. Nói chung là hôm nay là ngày đầu tiên mà mình đạt được top 1 của Play Together máy chủ Việt Nam. Nhưng mà mình nghĩ rằng là đây cũng sẽ là lần cuối mà mình đạt được top 1 máy chủ Play Together Việt Nam. Các bạn nghe mình nói như vậy thì các bạn sẽ hơi kiểu khó hiểu đúng không? Bây giờ thì mình sẽ dành ra khoảng đâu đấy là 5 phút để tâm sự với các bạn. Và sau đó thì tí nữa chúng ta sẽ cùng đi khám phá những cái điều thú vị của cái bản cập nhật mới nha. Lý do vì sao mà mình nói rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối mà mình đứng trên ở vị trí top 1, bởi vì khi mà thời đầu kỳ đầu mình đến với cả Play Together á, thì mình có mang một cái sứ mệnh mà mình theo đuổi. Đấy là mình muốn đá tất cả những ai đang mạo danh Hero Team ở trên bảng xếp hạng xuống bên dưới mình. Bởi vì cái lý do mà khiến đưa mình đến đây là mình nghe tin là trong này có rất là nhiều người mạo danh bọn mình đang đứng ở trên bảng xếp hạng, và điều đấy khiến cho mình rất là bực mình và thực sự là cảm thấy khó chịu. Nên là mình đã quyết định là vào chơi Play Together và quay video Play Together để có thể đạp tất cả những người mạo danh đó xuống. Và tính tới nay thì mình cũng đã làm được rồi. Và sau một thời gian rất là dài, mình đã đứng ở vị trí top 2. Sau khi mà mình vượt qua hết tất cả những người mạo danh đó thì sau cùng cái người ở bên trên mình còn lại chỉ còn VV Official thôi. Thì như các bạn đã biết thì VV Official là một YouTuber, một TikToker và cũng là một người bạn của Hero Team. Chúng mình đã cùng nhau quay một cái job phim 10 tập và cũng đã bắt đầu tình bạn trong cái năm vừa rồi. Và thực sự đối với mình á,
thì VV không phải là một đối thủ, và mình chưa từng coi VV là một cái đối thủ để chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện cạnh tranh ai top 1, ai top 2. Từ đó đến giờ mình coi V là bạn. Và như các bạn đã biết thì nếu như các bạn ấn vào cái phần bạn bè của mình thì các bạn cũng thấy là mình với cả VV với cả anh Thạc Đức là vẫn kết bạn với nhau. Hay thậm chí là các bạn có thể xem cái tấm ảnh này, bọn mình cũng đã có những cái trải nghiệm với nhau và có những cái tấm ảnh mà mình chưa từng đăng lên Facebook đâu các bạn ạ. Đây là cái trải nghiệm mà trong cái lần mà chúng mình đi quay phim, chúng mình đi sự kiện cùng nhau, và thực sự là mình cũng đã ngồi tâm sự với cả VV và anh Thạc Đức rất là nhiều về cái vấn đề trong tương lai chúng mình sẽ làm việc với nhau như thế nào, sẽ kết hợp với nhau những dự án gì, khi mà chúng ta có việc thì sẽ nhờ đến nhau, sẽ là kiểu như vậy. Nên mình nghĩ cái việc mà phải cạnh tranh với một người mà mình coi là bạn, hay là thậm chí đấy lại còn là con gái, thì với cá nhân mình nó không phải là một cái điều gì đó mà nó quá đỗi tự hào, hay là nó quá đỗi mà khiến cho mình phải theo đuổi nhiều. Bởi vậy nên mình xin phép được tóm tắt lại là mà dù cho là VV hay là Mr. Vịt hay là bất cứ ai của Hero Team đứng top 1 trong cái bảng xếp hạng Play Together này, thì nó cũng không phải là một cái điều gì đấy quá cần thiết mà chúng ta phải bàn luận và nghĩ tới. Và hôm nay sẽ là ngày đầu tiên mà mình đạt được vị trí top 1, và cũng sẽ là ngày cuối cùng mà mình đứng ở cái vị trí top 1. Nếu như top 1 là một người nào đó khác thì mình sẽ tiếp tục thi đua leo ở trên top ở trên bảng xếp hạng. Còn nếu như mà top 1 vẫn là VV thì mình xin phép cảm ơn tất cả những bạn fan nào trong suốt thời gian vừa qua đã ủng hộ cho Mr. Vịt rất là nhiều. Các bạn đã thả tim cho mình. Nhưng mà dù sao thì các bạn cũng đang theo dõi kênh YouTube của một người đàn ông đúng không? Thì mình nghĩ rằng là nếu mà đã là đàn ông á, nhường phụ nữ một bước không thiệt đi đâu cả và không thua ai cả. Mình nghĩ đấy là một cái điều gì đấy mà chúng ta rất là nên làm, và nó rất là tuyệt vời chứ nó không có gì xấu hổ hay là không có cái vấn đề gì ở đây cả. Nên là mình mong tất cả những bạn nào là fan của Mr. Vịt, các bạn là người theo dõi ủng hộ mình từ đó đến giờ á, các bạn sẽ không cảm thấy phiền lòng vì cái vấn đề này. Mình biết rất là nhiều bạn mà muốn mình leo top 1 và tối ngày phải vào thả tim cho mình rất là nhiều, nhưng mà mình không muốn đứng ở vị trí top 1. Mình nghĩ rằng là VV sẽ xứng đáng hơn mình, bởi vì VV chơi trước mình rất là lâu. VV cũng là một trong những đối tác đầu tiên của Play Together, và cái tâm huyết của V dành vào đây mình có thể khẳng định là nó nhiều hơn mình, bởi vì là cái thời lượng thời gian mà V đã dành cho cái con game này nó lâu hơn mình rất là nhiều. Nên là V hoàn toàn xứng đáng, và với cái nghĩa vụ của một người đàn ông và với cái tinh thần mà mình coi V là một người bạn, thì mình sẽ không bao giờ có nhu cầu và muốn phải ganh đua hay thậm chí là giành giật cái top ảo, chỉ là một cái top trong game thôi mà các bạn, với cả VV. Nên những bạn nào là fan của Mr. Vịt thì các bạn hãy thực hiện cho mình một điều, đó là các bạn sẽ tìm Hero Mr. Vịt 08. Các bạn có thể vào bên trong tường nhà mình, hoặc là trực tiếp tìm tên của VV Official 98. Các bạn vào đây và nhớ là thả cho VV một team, xong rồi các bạn để lại cái bình luận ở bên dưới cho mình là đã thả team rồi nhé, đã thả team nha. Rồi xong rồi các bạn cho mình một cái mở ngoặc là from Mr. Vịt with love nha các bạn. Ok, nếu như bạn nào là fan cứng và luôn luôn ủng hộ mình thì nhớ ấn vào cái trang cá nhân của VV ở trên Play Together, ấn thả team cho V một cái và nhớ để lại bình luận là đã thả team from Mr. Vịt with love hộ mình nha. Bạn nào làm rồi thì nhớ để lại comment xuống dưới cho mình biết nha anh em. Và trong thời gian tới sau cái video ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng là có lẽ là mình sẽ off khoảng đâu đấy là 1 đến 2 ngày để cho V có thể lên lại vị trí top 1. Đây là một món quà mà mình tặng cho V, và đây là cái quan điểm của mình. Mình cũng nói với cả rất là nhiều anh em bạn bè của mình là VV là bạn chứ không phải là đối thủ. Cũng có một số người hỏi mình là tại sao mà không cố gắng kêu gọi các thứ rồi lên luôn top 1 mà ngồi từ lâu đi. Nhưng mà đối với mình á, thì cái tình bạn và cái sự tử tế là cái điều mà mình muốn dành cho những cái người bạn của mình, chứ không phải là một cái sự ganh đua chiến thắng hay giành giật. Bởi vì suy cho cùng game cũng chỉ là ảo thôi các bạn, và tình bạn mới là cái điều mà mình trân trọng nhất. Bởi vậy nên nếu như các bạn là fan của mình á, thì các bạn hãy làm ơn là ủng hộ mình trong cái công việc lần này, và các bạn sẽ không bao giờ cảm thấy phiền hay là khóc hu 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 anh Vịt top 2 hay là ABCXYZ, bởi vì mình sẽ chủ động off tiệc khoảng đó đấy 2 ngày. Mình sẽ đóng tiệc và không mở tiệc nữa, và khi mà V được quay trở lại top 1 rồi thì mình sẽ lại mở tiệc để cho các bạn chơi. Và nếu như mà có vượt đi chăng nữa, vượt thêm một lần nữa, mình cũng sẽ đóng lại tiệc, và sau đó thì chúng ta sẽ lại giữ vị trí luôn luôn ở top 2. Bởi vậy mình muốn gọi là dành cái vị trí top 1 để cho VV, và mình nghĩ rằng là đây là một món quà mà mình muốn tặng cho VV. Đó là cái cách đối xử nên làm của một người con trai đối với cả một người con gái là bạn của mình. Thứ hai là VV cũng hoàn toàn xứng đáng với cả cái top 1 này hơn mình rất là nhiều, bởi vì cái tâm huyết và thời gian VV gắn bó với game này lâu hơn mình rồi. Tóm lại nó là như vậy nha. Nói dài là VV mãi đỉnh nha anh em. Và anh em nào là fan của tôi á, nhớ đừng quên qua ủng hộ cho những người bạn của tôi là anh Thạc Đức và bà V nha anh em. Hero và VV là bạn
chứ không phải là đối thủ của nhau. Anh em đừng nhầm lẫn nha. Nhớ ủng hộ cho tôi và ủng hộ cho cả VV nữa nha anh em. Nhớ vào tường của VV thả tim và để lại bình luận for Mr. Vịt With Love để ủng hộ và đẩy VV lên lại top 1 nha. Còn tôi hôm nay thì đã được check in với cả cái bảng top 1 rồi anh em ạ. Rất là tuyệt vời và như thế là với tôi là quá đủ rồi. Hẹn gặp lại anh em trong video ngày mai. Tôi sẽ làm một cái video đầy đủ hơn để có thể khám phá cái sự kiện mới lần này. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video sau nha. Bye bye.